Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2018, thứ bảy tuần thứ hai mùa vọng, trích sách Huấn Ca. Bây giờ Elia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phần. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Elia, người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bở ngựa lửa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại để làm nuôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hòa cha với con và chứng hưng lại những chi họ Gia-cốp. Phúc cho những ai thấy Ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhân hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy đơn chân giặc Israel, xin hãy lắng tai Chúa ngự trên các bề binh thần. Xin hiện ra trong sang lang, xin thức tình quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhân hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại. Từ trời cao xin nhìn coi và thăm viên vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhân hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Xin Chúa ra tay ban trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhân hiện từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Alleluia, Alleluia. Ngày của Thiên Chúa gần đến, này đây người sẽ đến cứu chúng ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: thật, Elia phải đến để chứng hưng mọi sự. Và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Bây giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp đứng trước lịch sử hoặc các sự kiện xảy ra trong đời, chúng ta thường hời hợt và cắt nghĩa nông cạn. Ta cần phải tìm hiểu thánh ý Chúa. Hãy đến để hỏi Chúa Giêsu như các môn đệ xưa. Cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa có đa lòng không khi Chúa đến giữa dân Chúa mà dân Chúa không nhận ra Chúa là đấng phải đến, chỉ vì họ đã cắt nghĩa lời hứa của Chúa một cách hẹp hòi. Họ cứ chờ đợi Elia phải đến trước. Trong cuộc sống của con, chắc chắn con không từ chối tiếp nhận Chúa đến với con dưới hình ảnh một vị vua uy nghi. Nhưng hàng ngày Chúa đến với con thật sự mà con là dửng dưng. Con không thấy hấp dẫn và cần thiết mấy. Nhiều khi con còn coi như bị mất giờ nữa. Nếu con hiểu được sự hiện diện cao siêu của Chúa trong bí tích thánh thể, chắc mỗi lần đến với Chúa con phải chuẩn bị kỹ lưỡng
Nếu con hiểu được sự hiện diện của Chúa trong những người nghèo khổ, chắc con đã không khinh miệt họ. Chúa đang đến với con qua những lần con gặp gỡ những ai bệnh tật, nhưng con ít khi nhìn ra Chúa. Vâng, lạy Chúa Giêsu, các thánh khác chúng con ở chỗ các ngài luôn nhận ra ý Chúa trong bất cứ cảnh sống nào và luôn nhận ra khuôn mặt của Chúa trong bất cứ người nào. Xin cho mùa vọng năm nay mang lại cho con sự khôn ngoan chân thật của Chúa, để con biết nhận ra Chúa đang đến với con trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho con luôn thấu hiểu thánh ý Chúa đầy tình yêu thương trong mọi cảnh sống. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xin cho một chút ánh sáng. Triết gia Diogen nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng cuộc sống của ông là rất đơn sơ nghèo nàn. Ông sống trong một cái thùng, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua lỗ hổng ở vách thùng. Cơ nghiệp của ông bỗng vẹn chỉ có một cái bát gỗ dùng để múc nước sông mà uống. Thế nhưng một hôm ra sông để lấy nước, ông thấy có một em bé chăn cừu dùng hai tay để vực nước mà uống. Thế là ông ném cái bát đi và từ đó chỉ dùng tay mà uống nước. Vua Hy Lạp nghe biết ông là người hạnh phúc nhất đời, bèn tìm đến tận nơi để thăm. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần để hỏi xem ông có cần gì không. Diogen không trả lời nhà vua hỏi vặn nhiều lần. Ông điềm tĩnh trả lời như sau: Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều, và chỉ một điều mà thôi. Xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách. Diogen đã đuổi khéo nhà vua vì sợ bị sa vào trong danh lợi mà mất cái niềm vui thảnh thơi trong cuộc đời thanh bần đơn sơ. Ai trong chúng ta cũng muốn giàu có, thế nhưng giàu có không hẳn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó, chỉ có những ai không coi tiền của như cứu cánh của cuộc đời, những người đó mới thực sự có hạnh phúc. Bài trích sách lẽ sống.